Một pha bóng mà Xuân Mạnh đã không thể phối hợp với Phan Văn Đức. Rất hay! Đoàn Văn Đức! Tuyệt vời! Một siêu phẩm của Đoàn Văn Đức! Quá tuyệt vời! Một tình huống dứt điểm mà chúng ta không thường xuyên được thấy ở các cầu thủ Việt Nam. Một pha vẩy móng ngoài cực kỳ đẳng cấp đến từ Đoàn Văn Hậu. Bàn thắng đến từ phút thi đấu cuối cùng. Một điều quá tuyệt vời đối với những khán giả có mặt trên sân Đồng Quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay. Kể từ khi vào sân thì Đoàn Văn Hậu đã chơi quá hay. Và bàn thắng vừa rồi đã minh chứng rõ cho điều đó. Chúng ta cùng xem lại pha bóng dứt điểm táo bạo và cực kỳ tinh tế của Đoàn Văn Hậu, đã không cho thủ thành Mukhani bất kỳ một cơ hội nào. Điểm 10 cho pha dứt điểm vừa rồi của Đoàn Văn Hậu.